Đã nghỉ. Bắt đầu thắng thôi. Một set 15, 8 quả đổ sân. Và chúng ta đã bắt đầu trận đấu với một set 15, 8 quả đổ sân. Hay. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Quang Hành 1-0. Rất hay. Bóng ngoài. Điểm cho Hạ Long 1-1. Bắt đầu một tốt đây. Đánh của mình mới hay chứ. Đánh đi. Đặt bóng tốt từ bên phía Hạ Long, điểm dành cho họ 2-1. Và bỏ nhỏ rất tốt từ việc thủ 07 bên phía Hạ Long và điểm dành cho họ 3-1. Này vui con kia này vui. Đỡ bóng rất tốt. Nhưng rất tiếc tay trái ở bên trên cầu lưới đã không thể cho bóng qua lưới và điểm dành cho Hạ Long 4-1. Và phát bóng biên rất hiểm hóc của cầu thủ bên phía Hạ Long và điểm số tiếp tục dành cho họ 5-1. Bỏ nhỏ thành công từ bên phía Hạ Long và điểm số tiếp tục dành cho họ 6-1. Phát bóng ngoài, điểm số dành cho Quang Hành 2-6. Rất tiếc bóng đã không qua lưới, điểm cho Hạ Long 7-2. Điểm họ đã không hiểu ý nhau và điểm dành cho Quang Hành 3-2, 3-7. Bóng đập tay chắn ra ngoài, điểm cho Hạ Long 8-3. Và phát bóng rất nguy hiểm. Bóng không qua lưới, điểm cho Quang Hành 4-8. Không đổi sân đâu. Bóng ngoài, điểm cho Quang Hành 5-8. Điểm cho Vân Đồn 9-5. Xin lỗi các bạn, chúng ta đang có trận đấu giữa Quang Hành và đội tuyển Vân Đồn. Đập bóng rất tốt, điểm cho Quang Hành 6-9. Chủ công lão làng của phía Quang Hành và đập bóng rất uy lực. Cô ấy rất có kinh nghiệm.
còn bao nhiêu năm đánh bóng. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Quang Anh 6-10. Điểm đã cho Hạ Long 11-6. Trong sân, và cứu bóng rất tốt từ bên phía cầu thủ Ngọc của Quang Hành, và điểm dành cho họ 7-11. Rất tốt, đập bóng rất tốt. Điểm dành cho Quang Hành 8-11. Bóng không qua lưới, điểm cho Quang Hành 9-11. Bóng ngoài, điểm cho Quang Hành 10-11. Điểm số đang dần được cân bằng với sự cố gắng rất tốt từ phía các cầu thủ Quang Hành của chúng ta. Pha lừa bỏ nhỏ rất tốt của cầu thủ 07 bên phía Vân Đồn, và điểm số đã dành cho họ 12-10. Cứu bóng không thành công của Quang Hành, và điểm số tiếp tục dành cho Vân Đồn 13-10, và còn hai quả nữa chúng ta sẽ kết thúc trận đấu tại đây. Bóng trong sân, điểm số dành cho Hạ Long 14-10. Ơ kìa, rất tiếc. Và trận đấu kết thúc ở đây với tỷ số 15-10, và Vân Đồn đã giành chiến thắng, và họ đã giành giải nhì, và Quang Hành giành giải ba. Một đội nhì, một đội ba. Hai đội đều có giải. Ok.